Thanh Thúy và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúng ta sẽ đến với mẹ chồng là La Thị Lệ sinh năm 1966 và cô dâu Kim Nguyên sinh năm 1997 quý vị. Đến từ Bến Tre. Xin mời. Thì con gái của người ta về nhà mình thì mình phải cho uống riêng. Đúng rồi, đứa phòng chứ. Đứa phòng. Phòng chút xíu mà. Đó, anh Quyền Linh biết sao không? Dồn vô phòng. Phải. Nói bà mẹ chồng á, phải nên anh nghĩ người ta như vậy. Phải văn mùng cho ngủ một phòng à. Nói là con ngủ bên đây đi. Có cái gì thì bật đèn lên thì đi toilet. Dạ dạ vân vân. Đâu có ngờ khuya chừng 5 giờ thì mình lớn tuổi rồi mình ngủ đâu có được. Mở cửa phòng ra coi thăm coi 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 còn ngủ một bển không. Thấy cái mùng không. Thấy cái mùng không. Hoặc kéo cái mền đi qua luôn. Trên thành phố đang đi làm thì coi phim ma. Thì tối đó về quê lại không dám ngủ. Nghe mấy con gà nửa đêm mà nó gái là không dám ngủ. Gà gái mình nó sợ rồi. Cái cớ thấy nó sai sai sao à, cớ gà gái vì gà gái mà em phải dọn từ cái phòng này qua cái phòng chồng chưa cưới à. Lý do là sợ ma bả sợ quá hay sao không biết nữa, người bả mở cửa phòng bả chua qua bên kia sợ luôn gà không gái thế giờ nó nói sợ gà gái vậy là lỗi tại con gà giống như là nó thiếu tình thương của mẹ thì mình giờ mình là mẹ chồng mình bù đắp cho nó. Chương trình rất là vui khi chào đón hai mẹ con từ thành phố Bến Tre lên đây. Dạ, chào MC Việt Linh. Dạ. Chị chào Nhiên Thanh Thí. Chị ở ấp Thanh Sương 1, xã Thanh Tân, huyện Cài Bắc, tỉnh Bến Tre. Mình ở dưới mình có trồng dừa nhiều không? Ở dưới trồng dừa không à, Linh. Với ở nhà có nuôi heo. Nuôi nhiều không? Nuôi khoảng 100 con ngoài vậy đó. Trời đất ơi, nuôi 100 con wow. Heo ngoài luôn. Dạ. Vậy cũng vất vả lắm mà nha. Vất vả lắm. Giá thị trường á nhiều khi lên xuống á, nhiều khi cũng có lời mà nhiều khi cũng lỗ. Mà cũng nuôi dài dài vậy hoài vậy đó. Mùa dịch chắc lời lắm. Rồi, mời cô dâu giới thiệu. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Thanh Thúy. Đó, lại chú Linh, chị Thúy nữa đó. Em tên là Nguyễn Thị Kim Nguyên. Em thì quê ở Củ Chi, về làm dâu mẹ ở Bến Tre cũng được 7 năm rồi. Năm nay em 25 tuổi. Sớm quá nhỉ. Ôi lấy chồng sớm quá. Mình có mấy cháu rồi? Dạ con hai cháu rồi ạ. Hai cháu, cháu lớn. Cháu lớn là 6 tuổi, còn bé nhỏ thì mới có 2 tuổi rưỡi. Cháu lớn là con trai hay con gái? Dạ bé lớn là con trai, bé sau con gái. Rồi chúc mừng. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng Bến Tre gặp con dâu Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh á, thì mẹ chồng thấy ấn tượng điều gì? Thì cũng hiền, đẹp gái, thấy đẹp gái là khoái rồi. Rồi cái bắt đầu mới hỏi thăm về bên con dâu, hỏi ba mẹ con làm nghề gì, mới nói là ba mẹ con ly hôn. Chị nghe vậy cái chị tông bụng á, mình cũng thấy hơi lo. Về chơi thì tính về chơi một bữa hai bữa đi. Về cái ở với chơi cái thằng con trai á, nó nói à, mẹ ơi giờ con nghỉ làm con không làm nữa đâu. Con kiếm công chuyện gì con mần chứ giờ con không đi làm mướn nữa. Cái chị mới nói trời ơi giờ thì còn nhỏ quá thôi đi làm đi con rồi ha, lớn lớn đi rồi con thích cái nghề nào á rồi á, mẹ cho con đi học nghề. Giờ con không biết nghề nào hết trơn. Đó hai đứa nghỉ hết. Ở dưới luôn. Ừ, ở dưới luôn. Là thôi bây giờ con về tin quê con đi. Đó về nói với ba là cho con đi học nghề gì đi. Chừng vài năm á, nếu mà có thương thật sự thì bác bước tới bác đi nói. Thấy dâu còn quá nhỏ thì cũng dạ dạ vân vân. Để kể chuyện này cho Quyền Linh nghe nha, bắt cười đó. Mẹ nói con đừng buồn nha. Thôi nói cho chị nói đi, không có buồn đâu. Mẹ nói con đừng buồn. Về tối ngủ á, nhà thì có 3 phòng. Thì ba với mẹ ngủ một phòng thì còn 2 phòng là tại vì đó nó có chị gái nữa mà chị gái thì đi lấy chồng rồi. Thì con gái của người ta về nhà mình phải cho ngủ riêng. Đúng rồi, đứa phòng chứ. Đứa phòng. Phòng chút xíu mà. Đó, anh Quyền Linh biết sao không? Dồn vô phòng. Phải. Nói bà mẹ chồng á là phải nên anh nghĩ người ta như vậy. Phải văn mùng cho ngủ một phòng. À. Nói là con ngủ bên đây đi. Có cái gì thì bật đèn lên thì đi toilet. Dạ dạ vân vân, đâu có ngờ khuya chừng 5 giờ thì mình lớn tuổi rồi mình ngủ đâu có được. Mở cửa phòng ra coi thăm coi 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 còn ngủ một bển không. Thấy cái mùng không. Thấy cái mùng không. Hoặc kéo cái mền đi qua luôn. Rồi anh Quyền Linh nghĩ sao? Hỏi bây giờ gạo nấu thành cơm rồi. Rồi không lẽ giờ mình không bước tới. Đúng rồi. Đó, bây giờ con về trển đi. Con thưa với ba con đi là nói là 10 ngày nữa mẹ đi lên trển mẹ nói. Chỉ đi về trển. Chị về tỉnh không biết chị thì chị cũng nói mà chị về tỉnh có 2-3 bữa là chị xuống rồi. Ở trên thành phố đang đi làm thì coi phim ma thì tối đó về quê lại không dám ngủ. Nghe mấy con gà nửa đêm mà nó gái là không dám ngủ. Gà gái mình nó sợ rồi.
cái cớ nó không? Thấy nó sai sai thì sao? À, cớ gà gái. Vì gà gái mà em phải dọn từ cái phòng này qua cái phòng chồng chưa cưới. À. Lý do là sợ ma. Bà sợ quá hay sao không biết nữa. Người bà mở cửa phòng bà chui qua bên kia sợ luôn. Gà không gái đó. Thế vừa nó nói sợ gà gái. Vậy là lỗi tại con gà. Thì thằng con trai á thì nó nói thôi giờ mẹ ra tiệm nét cho con đi. Con á thì con giữ tiệm nét, Nguyên á thì bán cũng như bán nước mía hay là hoặc bán bánh này bánh kia đằng cho mấy đứa học sinh vô nó chơi á. Anh thấy tính vậy cũng được. Chị đi coi ngày rồi hả, là hai đứa này không biết. Chị nói trong trong bụng chị nha, chị nói thôi giờ mình đi coi ngày đi. Cái gì không ấy thì mình làm liền chứ để rồi biết thì nhiều khi mai mốt rồi có em bé rồi làm sao. Bà về giặt tới 2 năm mới có con. Rồi cái bắt đầu tình ngày có 1 tháng à. Có 1 tháng làm đám cưới luôn. Rồi còn ấn tượng với anh về mẹ chồng như thế nào nè? Ngay ngày lễ đó là chắc là ngày 24 tháng 9 á. Nó chồng mới dõi về quê chơi, nói với mẹ là kỳ này là con dắt bạn gái về chơi. Là lần đầu về thì thấy mẹ dữ từ trên thành phố về mà trời nắng chang chang luôn. Dữ bước xuống dạ mình chào bác. Cái mẹ chồng nó đi xuống dưới phụ chị hai đi con. Con thấy mẹ dữ. Mà về cái mẹ chấp nhận là thấy con dâu đẹp đẹp quá. Thấy con dâu đẹp gái quá à. Ba mẹ ly hôn mà nó không có gần gũi với mẹ, rồi mình thấy vậy cái tự nhiên cái mình thương nó. Giống như là nó thiếu tình thương của mẹ thì mình giờ mình là mẹ chồng mình bù đắp cho nó. Trời ơi thấy thương không, thấy mẹ chồng thương con chứ sao. Dạ. Nói xúc động giống như thương con gái vậy đó. Dạ. Mà chỉ nhõng nhẽo lắm, cũng như là chỉ quyết định hay sao á, rồi mình thương. Sáng á mẹ đi chợ á nói mẹ ơi con thèm bún riêu. Rồi phải mua bún riêu về cho con ăn. Rồi nhá, cưới về ha, mở ra tiệm nét. Tiệm nét thì thằng chồng thì lo được rồi. Thôi thì giờ con muốn mua bán gì thì mẹ cho vốn đó. Cái nói giờ con muốn mua bán đồ mà quà tặng cho học sinh đồ đó. Tại vì mình tiệm nét thì học sinh vô chơi. Thôi giờ mẹ chở con lên thành phố á, đi lấy đồ về bán. Chạy xe lên tới ngã tư An Lạc nè. Thì có con nhỏ cháu nó ở đó đó. Rồi bắt đầu chạy về ha. Anh Linh biết không? Thiện dâu á thì nó hai bên thì nó cầm hai cái bịch đồ. Ừ. Chả mai chút nó quẹt đúng người ta rồi. Con thấy điều gì mà con hợp mà chưa hợp với mẹ chồng mình? Con với mẹ hợp thích làm đẹp hơn. Tại mẹ chồng xịt tin lắm. Áo mà nổi rồi chói. Năm này con lựa cho mẹ đó. Tại vì giờ á mình có con dâu nó gần gũi với mình. Nhiều khi đi sắm đồ thì chở con dâu đi theo, nói mẹ sắm bộ này con thấy đẹp không? Đó thì con dâu nó chấm thì nó chịu thì mình chịu luôn. Rồi trong những cái lúc mà hai vợ chồng làm ở tiệm nét á thì cái sự chăm sóc của mẹ là như thế nào đó với hai đứa? Nó còn nhỏ quá cho nên là chưa có lo được nhiều, chưa có biết kiếm tiền nhiều cho nên là cũng còn ham chơi. Ham chơi mà lấy chồng sớm vậy hả? Lấy làm chồng sớm làm gì để là ru thêm buồn. Rồi có cái kỷ niệm nào mà con dâu làm cho mẹ xúc động không mẹ? Nói cho xúc động á thì hồi trước tới giờ á thì không có ai làm sinh nhật cho mình hết. Cái lần đó không biết con dâu có làm sinh nhật cho mình tự nhiên cái xúc động cái khóc luôn. Cũng không có gì thì nó đi mua cái bánh kem vậy đó. Rồi về với mua đậu bông nó cho. Nè đậu bông này của con dâu cho đó. Thấy thương không? Cái lần cho mẹ xúc động quá trời chừng mẹ khóc luôn. Mới làm một lần hả con? Dạ, một lần. Con nghĩ con làm nhiều lần 7 năm rồi mà. Dạ, tại vì đó chưa có kinh tế nhiều. Mới gần đây nhất thì để em bé. Thì em có nói với chồng là bữa đó tới nhà ngày sinh nhật của mẹ đó, cái anh chồng thì tính của anh vô tâm, anh vậy như không có quan tâm nhiều tới mấy cái chuyện đó, nó không có thích sinh nhật bài vẽ đó, ảnh thì không thích bài vẽ. Cái thì con mới nói là bữa đó là tới sinh nhật của mẹ vậy á, căng á thì thôi kệ đi, có gì đâu mà nói hoài vậy. Con mới nói là thôi mua cho mẹ cái bánh kem đi, nói hoài luôn. Cái ổng mới đồng ý, ổng mới dắt đi mua bánh kem rồi mới ghé để mua đeo bông cho mẹ. Đó, rồi mua đồ ăn về, lúc đó không có nói cho mẹ biết. Rồi cái về mới chồng mới bưng cái bánh kem đi ra. Thì kêu chồng bưng bánh kem ra, lúc đó cũng điện thoại chị hai, giờ chị hai cũng không biết luôn. Nói chung là trong gia đình là em nghĩ là có mình em nhớ ngày sinh nhật của mẹ thôi. Phải nhớ sinh nhật mẹ nhiều lần xíu nữa ha. Dạ. Thì có bao giờ mà em bị một cái điều gì đó nó khó khăn mà nó căng thẳng và stress, hay là gọi là tới mức mà trầm cảm trong gia đình không? Thì có lúc mà đầu xanh bé đầu á thì cũng có buồn nhiều thứ lắm. Con buồn gì? Nhiều thứ, tại vì lúc đó là mẹ còn đi bán cơm cho chị hai, đi phụ bán cơm. Còn chồng thì cứ đi ra ngoài tiệm nét, rồi giữ tiệm nét tới tối mới về, quần quật. Hàng lớn thì nó quậy lắm chứ nó không có dễ bằng bé sao. Nó khóc sáng đêm. Mà mẹ thì dạng như mẹ mệt cho nên là mẹ chỉ lo buổi sáng được thôi, mẹ lo cơm nước này kia thôi chứ không có lo nhiều cho mình được.
Thì tối cũng nói thôi mẹ mệt thì mẹ qua bên kia mẹ ngủ đi cho nó êm lưng. Tại vì nằm ở cữ cho nên là con chỉ nằm chiếu thôi, chứ con không có nằm nệm này kia. Thì mẹ nằm chiếu thì mẹ bị đau lưng. Nó nói thôi mẹ qua bên kia mẹ ngủ đi, để con ở đây con ngủ không được. Thì tối thằng bé nó cứ tối ngày cứ ẵm nó vậy, rồi cho nó bú sáng đêm luôn. Nó ngậm vú vậy chứ nó không bú, nó ngủ không mà. Rồi bị nó nhức lưng, rồi bị stress tùm lum đủ thứ. Mà chồng thì ngủ, chồng đi làm về mệt ngủ, nhưng mà mình lúc đó mình bị stress á, mình thấy không ai quan tâm mình hết vậy. Phụ nữ rất là hay dễ bị tổn thương, là tuổi thân nè. Dạ, thật ra là bé là được mẹ cưng chiều rất là nhiều. Con mà rơi vào trường hợp nào mà gặp mà mẹ chồng mà không quan tâm không này nữa đó, mà còn trầm cảm nữa, còn kinh khủng nữa. Mẹ con là lo cho con tròn vo luôn đó. À, nhiều khi mẹ nói con chườm muối bụng đi để móng cái bụng con nó thừa lừ. Rồi cái con ấy mất cũng tự nhiên cái quạo đeo, nó con không đắp, nóng lắm con không chịu. Gan á, gan muối hột á, rồi để vô trong cái bịch giải vậy nè, mà trái vô bịch giải luôn á mà ha. Bà này hả, bà không chịu kiên trì. Đó. À, nói vậy cái chỉ làm theo chỉ không à. Mẹ mới nói là ừ vậy thôi mẹ cứ để đây con đắp, đắp không đắp thôi. Giận chứ. Bà ngày nào mẹ làm ngày nào cũng ghen vậy đó, tao cũng ghen. Còn những lúc mà hai vợ chồng cãi nhau á, mẹ chồng về phe ai nè? Mẹ chồng về phe con dâu. Đâu có binh con trai đâu. Con dâu á mình không binh nó, rồi nó bỏ nó đi rồi. Rồi con trai mình khổ luôn. Ơ, đó. Đó vậy đó. Khổ hai đứa cháu. Ừ, khổ hai đứa cháu nữa. Có một lần đó chỉ giận chồng mà chiều lúc đó là 3 giờ rồi là chị mới đi ra ở ngoài tìm nét hai vợ chồng á. Cái mà hai đứa là giận rồi. Chỉ nói vậy nè, chỉ nói mẹ giờ con đi về tỉnh chơi nha, mà thấy nó buồn là biết rồi, thế nào hai đứa cũng gây lộn rồi. Cái nói con về tỉnh chơi mấy ngày, nói con về bữa hay bữa con xuống, mà hỏi chứ tiệm nét ở đây là không ai lo. Học sinh nó vô nó chơi thì phải nấu mì tôm cho nó ăn, cũng như nó mua mì tôm mình phải nấu cho nó ăn, rồi nước mía đồ này kia nọ, rồi trà sữa đồ tùm lum tân, rồi chồng làm đâu có được. Thôi kệ cũng chiều, thấy nó buồn thôi cũng chiều, mà mình tính lần hồi mình chở nó đi là chắc nó không có đi đâu nha. Mà thiệt, chở hai mẹ con xuống thành phố Bến Tre là đưa là lên xe đó, cái chạy vòng vòng cái bà chị này nè, bà cũng không muốn đi về Củ Chi. Bà nói mẹ giờ sao con thấy con đau bụng quá. Bà mình biết cái tâm lý rồi, muốn mẹ chồng chở đi vậy thôi chứ không có muốn về tỉnh. Cái nói con đau bụng có gì không, nói thôi vậy giờ mẹ chở con vô trong bà hồ con đi khám phụ khoa. Chở vô tổng cái chờ ở ngoài, bà vợ chồng chờ con dâu vô khám thì đâu có bị bệnh gì đâu. Rồi bắt đầu bà chồng chở đi ăn phở xong rồi ăn hết kem, ăn kem xong rồi cứ đi về hết giận luôn. Giống như bạn bè luôn vậy đó. Thật ra cái mối quan hệ này rất là hay luôn. Con nhõng nhẽo chút xíu, mẹ chồng chiều chút xíu, hai người cứ chiều chút xíu giống... vậy là mình thấy con mình nó hòa hợp, nó không có gì. Chứ nếu mà mình cương lên thì sợ nhiều khi hai đứa nó giận nhau rồi mình khổ mình nữa chứ đâu. Hiện tại thì em thì kinh doanh bán online livestream trên mạng á, thì hồi đó thì không biết muốn bán, tại còn nhỏ quá cho nên em cũng không biết kinh doanh gì hết trơn á. Bán hàng online á có bán được không? Dạ cũng được, ngày khoảng trăm đơn thì thiếu mẹ bù thôi mà. Thiếu mẹ bù đúng không con? Dạ.